Các bạn, mình là Subi đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một video nữa về đột nhập Angry Birds nha các bạn. Nhưng mà hiện tại mình đang cảm thấy là khá là chán luôn ý. Mình không biết làm một cái video gì ý các bạn. Nên là bây giờ để mình xem có ai online không thì mình mời vào để mình nghĩ ý tưởng để mình làm video nha các bạn. À đây 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 đây. Cái thanh niên gì nhở? Thanh niên thách đấu lúc trước nó gạ anh Bird solo này các bạn. Hay là bây giờ mình mời nó vào xong mình gạ nó solo nhỉ các bạn. Không biết các bạn còn nhớ thanh niên này không? Cái thanh niên này là lúc trước nó gạ anh Bird solo ý các bạn. Nhưng mà là lúc đó là mình đột nhập Angry Birds nên là nó không biết mình là ai ý. Không vào luôn này. Chảnh chó thật sự. Mời mà không vào. À đây 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 đây. Tưởng không vào. Hello, chào. Chào hỏi phép cho lịch sự. Đấy. Thì nếu bạn không biết thanh niên là ai thì các bạn có thể lên kênh của mình để xem lại hai cái video mà nó gọi anh Bird solo nha các bạn. Lô con má thằng này mất dạy chứ. Đúng là vẫn vô văn hóa như ngày nào. Ờ à, gì nhỉ? Solo không mày. Solo không mày. Đờ e o sắc. Rảnh solo với mày ok. Mất dạy vết trưởng. Sao mày mất dạy vậy? À thôi. Gì nhờ? Bây giờ cái gì bây giờ nhờ? Solo đi. Đấy. Lịch sự mà. Mình vẫn lịch sự. Mình không có mất dạy như nó đâu. Đời eo má mất dạy thật. Trời ơi. Solo kèo đi. Hay là mày sợ. Đấy. Hay là mày sợ. Đúng rồi. Chắc là thanh niên này thua hai trận rồi nên là bây giờ cảm thấy sợ hay sao ấy. Không dám solo nữa này các bạn. Úi giời ơi. Sợ rồi. Sợ cơ gì. À không bắn thì solo đấm. Ừ. Là éo. Hay là bây giờ mình gạ là solo đấm nha các bạn. Thì hôm trước mình có làm video mà gạ anh Bird solo đấm ý các bạn. Hay là bây giờ mình gạ là solo đấm luôn nhở. Để mình giả làm anh Bird thì. Tại vì anh Bird cũng kiểu chủ nóc xưởng mà các bạn. Nên là đấm nóc xưởng thì khá là quen thuộc với anh Bird ý. Nên bây giờ mình sẽ giả làm anh Bird. Mình sẽ gạ là solo đấm nha các bạn. Đấm nhau không. Đấm nhau không. Không biết đồng ý không nhở. Không bắn thì đấm. Đấy, không bắn thì đấm. Trời ơi, dễ thế còn gì nữa. Cho xin cái, à cho cái địa chỉ. Không, ý là đấm mang Kala ý. Mày ngu thế. Kéo solo gì hết. Ngu thật sự. Má, đồng ý đi. Má vẫn chưa đồng ý kìa. Hay là bây giờ mình mang kim cương để mình gạ nó nhở. Thế thì solo. Mày thắng. Thắng tao thì tao trả 10k kim cương. Đấy, uy tín. Mẹ kim cương ra gạ ló xem nó đồng ý không. Thì được. À, thấy kim cương là sáng mắt. Ok vô. Để xem thanh niên này đấm như thế nào nhé các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình đã gạ thành công thanh niên thách đấu này rồi các bạn. Úi dồi ôi, cuối cùng mẹ kim cương ra thì nó cũng đồng ý solo ý. Đúng là thời nay người ta chơi toàn thèm kim cương thôi ý. Không có kim cương thì lại không solo, không dám solo. Ui, à lần này là đấm nhau mà các bạn. Đặt keo làm gì. Nào ra đây. Ui, bóng keo đẹp thế nhở. Bóng keo này mới ra luôn ý. Ok, kệ nó. Nào đấm nhau. À quên mất mình không nhắc nó là đừng có mua mũ nhở. Tại vì là mua mũ thì đấm 2 phát mới chết ý các bạn. Nên là thôi kệ mua mũ cũng được. Tại vì giờ không có cách nào để nhắc nó ý. Chết này. Chết này. Chết này. Không biết là có mang Kala không. Sợ là quên mang. Ui, 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 có. Ui, có vẻ bị đấm rồi các bạn. Kiểu đấm ra quá thì lại kiểu không giống anh Bird đi các bạn. Anh Bird là phải gọi là. Ui nó đặt keo chặn mình rồi này. Má thằng này ghét thế nhỉ. Bỏ ra thả ra ơ. Thả ra. Trời ơi cay thế nhỉ. Ok từ từ. Nhân cơ hội này hồi máu. Sao là ngu nhỉ. Sao là không đặt keo ra để cho mình ra. Mà nó lại đứng đấm keo hay sao ấy. Ở sống ở đâu mà thông minh vậy. Thách đấu gì mà thông minh vậy. À nó tính đấm mình mà. Ấy mình đấm chúng nó một phát rồi kìa các bạn. Nó tính chơi bẩn đấm mình kìa bạn. Này thì chơi bẩn. Này thì. Ui. Ghê gớm. Được. Có vẻ biết đấm. Lần trước solo bắn nhau với mình thì để thua rồi. Còn lần này solo đấm thì sẽ như thế nào đây. Không vì gì phải sợ cả. Mình sẽ đóng vai làm gì nhở. Chùm nóc xưởng Bird Gaming. Đấy. Đi đấm nhau như kiểu ở trên nóc xưởng luôn. Ui nó cầm súng kìa. Làm gì đây. Khoe long tàu ạ. Ui. À, lừa mình sẽ đứng hồi máu để mình lừa nó. Úi giời ơi. Giờ nó mới đẩy lên phát thì mình đấm chết nó luôn. Nào ra đây. Úi giời ơi. Lừa. Này thì đấm này 1-1 rồi các bạn. Đúng là mình chỉ chấp nó một round đầu thôi. Chứ không phải là mình cố tình thua đâu nhá. Nói trêu vậy chứ. Lại mình gạ nó solo là không dám solo ý các bạn. Nãy mới dám solo ý. Mang kim cương ra thì mới dám solo. Chắc là thua hai lần nên là sợ rồi nên là không dám solo. Ui.
hồi máu, hồi máu, hồi máu, lừa, hồi đúng hồi máu để lừa, nó mà chạy ra đấm mình đấm phét nó chết luôn, quán hết ăn kill luôn, mất mũ rồi nè, đấm một phát là chết thôi, đấm một phát là chết thôi, đấm một phát, đấm chết này, ui dồi ôi, cấp thật sự, mà đấy là không mua mũ thì sẽ hay hơn đấy, nhưng mà thôi, tại vì là không có cách nào để nói vì nó là không mua mũ ấy. Ok thì xem đến đây rồi, nếu các bạn thích video của mình đừng quên lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha, và đừng quên chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì mình sẽ cố gắng để mình thắng ấy các bạn. Giờ mà để thua là mất 10.000 kim cương đấy các bạn. Tại vì là mình nãy mình có hứa là thật rồi ấy. Đã nói là thật. Chịu mình nói kim cương là mình sẽ trả nó thật nếu như mà nó thắng mình ấy. Nhưng mà không, nó mà thắng mình, nó mà thắng được. Ui, má bắn súng kìa, chơi bẩn thế. Này này chơi súng, này này chơi súng này. Đấm kiểu gì thế, lỗi kỹ thuật vậy. Ok. Ui, mong là mình sẽ không để thua. Tại vì là thua là mất 10.000 kim cương đấy các bạn. Nãy mình gạ thật mà, nãy mình gạ solo thật mà. Tại vì là hôm qua mình có dư kim cương ở trên shop ấy các bạn, nên là mình không có sợ là thua hay thắng. Nếu như thua thì mình vẫn có thể trả lại kim cương được. Nên là mình mong là mình sẽ thắng, chứ mình không có muốn mất kim cương ngu đâu. Cái mắt dân chơi này hay mua súng để bắn nhở. Đã gọi là đấm rồi thì đừng có mua súng chứ. Cứ mua súng để nghịch nghịch nghịch. Nếu đâu bắn trúng mình một phát thì toang à. Thì lại gọi là nhầm à. Nhầm à. Nhầm ớ. Cầm tay ra, ui, có vẻ làm đấm xanh khá là đẹp đấy, nhưng mà vẫn không ăn thua gì phải làm đấm tím đâu. Chùm nóc xưởng Burst Gaming, ở đâu? Chùm nóc xưởng Subi, đùa đấy. Từ lúc chơi game giờ mình khá là ít lên nóc xưởng ấy các bạn. Có đợt mình nhớ là lúc trước mình có từng lên nóc xưởng với anh Burst rồi hay là với anh Kelly rồi ấy. Tại vì là nhắc đến đấm nhau này thì sẽ nhớ đến nội dung nóc xưởng của anh Burst đấy các bạn. Nào, đừng có bắn nhầm tao thì vỡ mồm đấy. Đừng có bắn. Ui, ui, ơi. Ui, ui, ghê gớm, ghê gớm. Ui, thắng được cái lại dùng hành động. Chắc là kiểu phong cách của thanh niên này là thế các bạn. Kiểu cứ giết được cái là lại bấm hành động để cà khịa hay sao ấy. Nhà mỗi tội là hành động đó thì nhìn cũng bình thường thôi, không có vẻ hành động cà khịa ấy. Nếu mà nó dùng hành động cắt cổ hay là cười cười khinh khinh thì mình còn ghét. Hành động ấy thì bình thường. Giờ mình chỉ sợ nó cay, nó mà thua nhiều quá nó cay quá nó lôi súng ra mà bắn thôi ấy. Nó sợ nó chết bẩn, tại vì là giờ nó thua thì nó cũng chẳng mất gì mà các bạn. Nay mình có gạ nó solo 10 kim cương là mình, nó thắng thì mình cho nó 10 kim cương thôi, còn nó thua thì nó chẳng mất gì các bạn. Nó thua là không mất gì, nó thua là không mất gì, nên là nó không sợ đâu. Thì đấy, vui chơi có thưởng mà các bạn. Nó thua nó có mất gì đâu. Đây là skin cá mập lên bờ đấm nhau với thằng ấy luôn, gạ đấm nhau. Bác thầy này nó tưởng nãy mình gạ nó đấm nhau, nó tưởng là mình gạ đấm nhau ở ngoài đời hay sao ấy. Nó bảo là cho xin cái địa chỉ. Tao gạ đấm nhau trong game mà mày. Đấm nhau trong game. Ui. Từ từ hôi máu. Ui nguy hiểm. Mình gạ nó đấm nhau trong game, nó tưởng mình gạ đấm nhau ngoài đời, nó xin địa chỉ, sợ thật. Mà thanh niên này vẫn tưởng là mình là anh Burst đấy các bạn. Nó không biết mình là ai đâu ấy. Nó vẫn tưởng mình là anh Burst Gaming. Ui. First blood. Ôi, má lại dùng hành động, dùng nhanh nhở. Giết được mình phát lại bấm hành động. Ui, khoe skin level 7 luôn. Hình như là mình chiều nó quá nên nó hư rồi các bạn à. Nó thắng mình 3 round rồi này các bạn. Mình sẽ không để thua nữa. Mình sẽ đấm ăn huyền kill, đấm chết nó luôn. Để thua thì hơi nguy hiểm. Mình kim cương mà có vẻ nhỏ đâu. Mình kim cương đó mình có thể quay được rất nhiều thứ ấy. Nhưng mà để mất mình 10 kim cương ban thì không hay. Nên là mình sẽ đấm thắng, chưa giờ để mất mình cứ không hay, không tốt, không nên để mất. Ui rồi, à quên chết rồi. Giờ mình đấm nó một hai phát nó mới chết cơ, mà nó đấm mình có phát là mình chết rồi. Lừa ngay, trời ơi, lừa ngay. Ui, mà nó ngồi xuống. đúng một cái tuyệt chiêu này cũng khá là được á, nhưng mà ngồi xuống thì không đấm được ý. Này thì công ẩu này. Nó không biết cách mình, không biết mình làm trò hay sao mà nó cứ công lên nhở. Bắn nhau thì nó cũng thua mình 2 lần rồi. Lần này đấm nhau chảy nĩ nó lại để thua luôn. Thách đấu kiểu gì mà trình độ kiểu non vậy. Không phải là non đâu mà là chắc là không biết được. Chắc là lại lý do lag rồi. Chắc tí nữa sợ nó ra nó lại bảo là lý do lag thì chết dở. Một khuê hành động luôn kìa. Rồi mình sẽ đứng đây cắm cờ phát. Ôi dồi ôi, đâu hành động gì đó, long tộc luôn. Nào, giỏi ra đây. Tinh nhật. À đúng rồi, lúc trước là con gạ, là con gì nhờ, gạ anh Burst solo xong là con dọa hack kênh anh Burst mà chả thể hack nhờ. Chắc là mõm rồi. Trước gạ hack kênh anh Burst mà chả thể hack đâu ấy.
Các có thể lên lên kênh của mình xem lại video đó nhá, để các bạn hiểu nhá. Nếu chưa đó gã anh bớt solo là vẫn đòi hack kênh của anh bớt đi. Ui ui, mà nó di chuyển các bạn. Nó phải đứng tận đây mà nó ra tận đây hay là mình lag nhỉ? Ui lag lag. Ui ui lag kìa. Mà nó di chuyển nhìn sữa là sự. Đùa. Đùa thôi mà. Có cơ nô rồi còn cố tình bắn. Đấm này. Đấm. Ui. Ui 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 ui, không ổn rồi. Mình tính là mình sẽ thắng chứ rồi lại để thua một round nữa thế này. Thách đấu ơi là thách đấu, thách đấu ra đây xem nào. Xử phát chết luôn này. Không để nó thắng nữa. Ui. Nó sơ sơ nó để mình đấm một phát được kìa. Đùa, bắn đùa nhá. Đừng có bắn thật. Sự nó cầm súng là bắn mình. Này, không cho bơm máu luôn. Cho cái kết thúc cho nhanh. Không cho bơm máu luôn. Đó. Này thì đòi lấy 10.000 cương này. Không có tuổi, không có dễ đâu nhá. Người ta mang 10.000 cương ra để mình người ta gạ thôi. Nhưng mà quan trọng là có thắng được hay không chứ. Bây giờ mình sẽ mời nó vào thử xem như thế nào nhá. Đấy, vào rồi. Từ từ mình sẽ bảo là gì nhỉ? Ui, nó bảo lag kìa các bạn. Ui, lag bốc phét rồi. Ờ đúng rồi, hình như là lag thật ý. À không, kệ nó chứ. Đừng có lý do. Đấm nhau tiếp không? Không biết lại nó dịch chuyển là do mình lag hay là nó lag nữa. Mà chắc chả lag đâu, nó vẫn đấm được mình mà. Chẳng lẽ suốt ngày lag thế à? Lag mà lại leo được thách đấu kia. Lag gì mà lag điêu. Lag lại leo được thách đấu các thứ. Đấm nhau tiếp không? Nó bảo cút thì các bạn. Eo luôn kìa. Má, đừng cười thật.